Rồi, vậy là xong cái dân tốc nha mọi người nha. Bây giờ mình chế này mọi người. Chế vào đây. Mình cắt ngay nha mọi người nha. Cắt hạt này luôn. Đấy. Xịt luôn. Thank you.
Vậy là xong nha mọi người. Rồi xong ráp thôi. Ráp rồi mình test thử nha mọi người nha. Cao lên, một bên là sao lại? Ở đây bên sao này, bên này là khung, hàng khung.